tha tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh sư Pháp Trang chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được trọn đủ phước báo. Dạ con kính dâng biết ánh xin. Nam mô Thầy nhé. Tê a tra la tha su ke ta ra la ha po ta sa sa ne a ro ra su ke ta ho he sa ha sa pe he nya ti phi pha va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa pa de va ta sa pa po tha nu pha ve na sa da so ti pha van tu te pha va tu sa pa mang ca lang ra kan tu sa pa de va ta sa pa tham ma nu pha ve na sa da so ti pha van tu te pha va tu sa pa mang ca lang ra kan tu sa pa de va tam sa pa sang kha nu pha ve na sa da so ti pha van tu te tất cả phước báo hằng có đến người á cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thức lành thay, chúng con kính tri ân sư Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con kính tri ân sư. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punno anumodantu chiran rakkhantu sasanang. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakkhantu no garu. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakkhantu nyatayo. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakkhantu panino. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chiran rakkhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu tự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, họ hầu vô sanh. Y đằng nô nha thi đằng hô tu sư khi ta hôn tu nhà tết nhu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch là đây, xin hồi hướng đến thân bằng viên thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đằng vát ta mê bùn nhân a sa vát tha ya vá hằng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trí thức và sư Pháp Trang, thầy kinh và quý bà quý cô tu nữ, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, tạo quả sớm thiên thần. Con kính dâng phần phước này đến chư thiên ở 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Chiêm Vương. Xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gautama. Y đằng nô phun nhân nipanasa pachayo hôn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Dạ, giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính ân sư Pháp Trang, con kính tri ân đạo tràng.
Nam mô Bụt Tha Yá, Nam mô Tham Ma Yá, Nam mô Sang Kha Yá. Dạ giờ đã đến giờ học viên dự pháp của thầy kinh, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư ạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahma jalo kati pati sahampati ca tấn cha li an thi wa răng a ya cha tha san thi san tham pha ra chẳng kha cha ti ca đệ sĩ tu tham măng a nu cang thi măng va chăm san tham ma phi rin vi na yến cha kha yến sụn tấn cha bản thân a phi tham ma chăm măng A cô ta yên tô cha tư sẵn cha đàn đăng Pháp bố tha lệ dê pha ri sa ya mạnh chê Chúng sanh tất cả buồn hàng Như sen trong nước linh vang luôn chờ Chờ lô mộng đặng nhờ ánh sáng Chỗ hoa lạnh rãi tán mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường Chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui Phạm thiên lòng kính thành cung tỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời Từ bi khai đạo độ đời Nhâm vườn lộc nhã ngại dời chân sen Chuyên pháp nâng độ các ngàn đệ tử Có năm thầy thỉnh giữ pháp từ Đó là nhóm kiệu trận như Được nếm hương vị hữu dư niềm bàn Rồi từ đó mở màn giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn Một lòng chẳng thói không mòn Những điều lợi ích hạng còn lâu lắm Cả tam giới thừa âm phổ cập Đám mưa lành rưới khắp thế gian Bởi nhân cớ tích rõ ràng Thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi Chúng sanh ngồi khắp chốn đi Tối mê cầu đựng trí tri vẹn toàn Chúng con thành kính thỉnh Thầy Kinh Đăng Đàn Để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mít đến Thầy. Nam mô Bụt Tha Yá. Nam mô Bụt Tha Yá. Nam mô Tham Ma Yá. Nam mô Sa Kha Yá. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng Nam Rung. Kính chào tất cả quý sư cô, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về lộ trình tâm ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấn tắc. A nan samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Sammā Sambuddhamatulaṃ Sasattamangaduttamaṃ Abhivādayapāsissaṃ Abhidhammattasanghaṃ Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng toàn cầu nguyện. Tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Yá, Nam mô Tham Ma Yá, Nam mô Sa Kha Yá. Kính thưa vậy, chương trình mình cũng vẫn như cũ ha. Đọc Bali trước, rồi sau đó mời một vị lên đọc cái bài tuần trước, rồi chúng ta đi vào bài học. Xin mời cô Quỳnh boss bài ha. Xin mời tất cả.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Kha. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị cho biết. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và cũng như mọi lần, con xin phép được đọc Pali trước. Và con xin phép đọc đoạn 1. Appana chawana ware bana quý phù ta, quý phù ta phê đồ nát thi ta thà ta đà lầm ba núp bà đồ chát. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm hoặc đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na nang at thành năng anh nhá ta ra mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lồ ma gồ ca phù nà mê na cha tuất khát tùng tích khát tu mê quá hòa gia thắc ca măng ấp bát chích tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê quá gia thà ra hằng cha tuất thằng bình cha mằng hòa chấp bị sa ti ma ha ga ta lô cút ta ra cha wa nề su ya tha phi ni hà ra wa sê na dặn kinh chi cha wa nặng áp ba na quỳ thi mô ta ra ti ta tô ma rằng áp ba na quá xa nề phá quăng gá bà tô quá hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị bá ri cầm má cận hành ô bá chà ra thuận thứ a nu lô má và chuyển tánh gô tra phu. Tức khác sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp luận tâm cháo quá ná nào, trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rề ba na ya đi quý phụ ta mà làm ba nặng a ba thằng a gắt cha ti ta tổ ba rằng pha hoàng gắt cha la na mano đoà ra quách cha na cha wa na wa sa nề ta đà rầm mana ba ca ni ba quách tành ti ta tổ ba rằng pha hoàng ga bà tô a quy phụ tề ba nà lầm ba nề cha qua nà qua xà nề pha hoàng ga bà tô qua hồ ti na ti ta đà lầm ba nức bà đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chích tà ni tì nề quá bà đà đa sê rí ta quýt thà rê na ba nét thề
Kachata li sa vi pha va ye ayametta paritta chavana va ro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được giải sẽ được giải thích rằng vào chi tiết. Có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chavana Phụ Appana Quy Thí Chích Tập Bá Quát Tí Na Dô tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bố bài. Con kính cảm ơn thầy kinh và dạ, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô Tôi Nữ. Con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài đoạn 2. Tathaso manasasahagat tachavana nành ta rằng apanapi so manasasahagata quathati cành thi tắp bà upekha sahagata cha qua na nành ta rằng upekha sahagata qua tattha pi kusala cha qua na nành ta rằng kusala cha qua nành che qua hết thi mạnh cha phala ta yama thể ti kriya cha qua na nành ta rằng kriya cha qua nành arahat ta pha lành cha áp tề ti. Ở đây tức khắc theo sau một cha quan á với thọ hỷ, một cha quan á áp phán à sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một cha quan á đồng phát sanh với thọ xả, một cha quan á áp phán à liên hợp với thọ xả ắt phát sinh. Ở đây cũng vậy, một chavana appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một chavana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma patti sẽ tạo chuyển cho ba quả thấp hơn, sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi pháp. Sau một chavana hành sẽ có một chavana hành và quả a la hán nối tiếp. Đoạt tình xa su khắc phun nhằm hạ đoà đa sô bếch khá ca pha răng su khi ta quý gia tổ áp tha cha xăm phôn ti u bếch khá ca. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề tu ca liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bu thut cha na na sắc kha năng ka ma phun nha ti he tu to ti he tu ka ma priya to vitara ga năng appana ayametta manot dware vi thi citta bawat Tinayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khác, tâm quả áp phá nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá.
Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Sắp Trang. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh Thiên Vũ và chị Nát Ta Thanh Hoàng đã cho con giới tín hiệu. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Appana chawana wa re pana wi phù tà wi phù tát trời đồ nát thi tát thà pa đà làm pa nứt bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chawana appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm pa yut ta ca ma va cha ra cha wa na nằng áp thà nằng anh nhá ta ra nhìn ta cái cầm nú pa cha ra nú lồ má vô tra phù ma na mê na cha túc khát tùm tích khát tu mê wa wa ya tha ca ma upat chi tòa ni rút thề ta đã nằng ta ra mê quá ya tha ra hằng chát tút thằng phành cha mằng hòa chát đi sát tí ma hắc gá ta lộ cút ta ra cha quá nề xu giá thà phi mì hà ra quá xề na dằn trình chí cha quá nàng ấp ba nà quỳ chí mô ta ra phi ta tổ ba rằng ấp ba nà quá xà nề pha hoàng gá bà tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chặt tâm chuẩn bị bị Đarit Kamma, cận hành Upachara, thuận thứ Anuloma và chuyển tánh vô trá phù. Tức khắc, sau khi những chặt tâm này chấm dứt, trong chặt thứ 4 hay thứ 5, tùy trường hợp bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đòa đề vi thí chít tấp pa quát ý na dồ tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa đề pa na gia bí quý phù ta mà lầm ba nằng à tà thằng à gách cha tí ta tổ pa rằng pa hoàng gá cha la na mano đòa gà quát cha na cha wa na wa xà nề ta đà rằm ma na pa cà ní pa quát tầm tí ta tổ pa rằng pa hoàng gá pa tổ a quý phù tề pa na lầm ba nề cha wa na wa xà nề pa hoàng gá pa tổ wa hồ tí nát tí ta đà làm ta nứt và đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, khi chập phá quăng giá động, ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quăng giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quăng giá, sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh, vì chích chích tà ní tì nề quá chích chích tà đà đá xề rít tà rít thà rề ná tá nét thề cát chắc tà lì xá rít phà quá về á giá nét thá tá rít tá chá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu quá ná phụ ấp quá na huy khí chích tắp phá quách chí na dồ tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con xin kính cảm ơn thầy Kim, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Mời Thanh Hoàng cầm mic. Thanh Hoàng ơi, đạo tràng chưa có nghe. Dạ, em tưởng Tina lên ạ.
Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy cha, thầy kinh cùng quý đạo hữu ạ. Con xin đọc ạ, em xin trị bài ạ. Đoạn 2, Tathasu Manasa Hagata Chawana Nan Tarang Appana Tisu Manasa Sahagata Wapatikan Khitapa Upekha Sa Sahagata Chawana Nan Tarang Upekha Sa Hagata Sahagata Wa Tathapi Kusala Wa Kusala cha quan na mạnh ta rằng Kusala cha qua lành chế qua hề thi mạnh cha pha la ta gia ma bề ti ki kri ya cha qua na ta nan ta rằng kri ya qua cha qua nặng nan ta rằng Kusala cha qua lành chế qua hề thi mạnh cha pha la ta gia ma tề bề ti ki ra na ki ya cha qua na nàn ta rằng ki ri ya cha qua lành a ra ha ta pa pha lành cha a bề ti. Ở đây tức khắc theo sau một trà quá ná với thọ hỷ một trà ná. Appana sát na địch với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát sau một trà quá ná, đồng phát sanh với thọ xả một trà quá ná. Appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây tức khắc theo sau một trà quá ná với thọ hỷ một trà quá ná. Appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát sanh sau một trà quá ná, đồng phát sanh với thọ xả một trà quá ná. Appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Đoạt tìm xa su kha pa nhà nàng hà đoà đa số bách kha pa kha pa pa rằng su khi ta kri ya tu a tha cha sam phun ti u bách kha. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú ca liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 4 loại, 4 thiền duy tác sắc, 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, ngũ thiền A-la-hán quả. Puthuchana na sekha nang kama punya ti he tu to ti he tu kama kriya to vitaraga nang apana aja aja metha mano dwa re viti chitta pa vati na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khá một tâm quả appana phát khởi sau một tâm thiện có ba nhân dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Con kính tri ân sư và thầy đã các quý đạo hữu, con có sai con xin thầy sửa cho con ạ. Con xin chú mic, xin mời Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính chào thầy Trinh và quý cô tư nữ. Con và đạo tràng con xin phép được đọc bài. Đoạn 1.
Appana chakwana wa re pana vi pu ta vi ta vi pu ta pe do na thi tat ta 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 lam pa nu pa do cha. Trong phương cách diễn tiến của chakwana appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cũng thế ấy, không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tát thát hi nhà na sam pa yut ta ka ma wa cha ra cha wa na nang at than nang an nhá ta ra mình pari kam mup pa cha ra nu lo ma có trapu na me na chat tu cách tung tít cách tung me wa wa ya tha yết tha cấp mang upatitoa niut thề ta đã nành ta ra mê quá yết tha ra hằng. Chất thức thầm bằng chất mang hòa chất phí sạ tí hát ta cát ta lô cút ta ra chất hòa hòa nê xú yết tha bình na hà ra quá xê na dần kim chi cha quát năng áp phát na quỳ thị mô ta ra tí ta tù phát lần áp phát na quá xà nê phát ngoan gấp phà tù quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc dục giới liên hợp với trí kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma, cận hành, upachara, thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, kotrapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập tâm thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập, tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano do re vichichitapawa pawatinayo tiến trình tâm khởi phát thiền qua ý môn. Mano do re panayati viputamalangpanang appathang akachati tato parang pawanga chalana mano dora vachana chana chawana vasane tada rammana pagani pawantanti tato parang pawan gatpato avipute pana lambane chawana vasane pawan gatpato vahoti nati tada lambanu padoti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, thì chập Pagonga dao động, ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào Pagonga. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào Pagonga sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vichittani tine wa cittuppada dassarita vitarena panette kacattalilisa vipavaye ayammetha paritta cawanna waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quá ná phụ appana vichittapavattinayo tiến trình tâm an chỉ. Dạ thưa con kính tri ân sư và thầy và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp.
Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư chư Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đầu tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy Kinh. Dạ, con kính chào đầu tràng. Dạ, cảm ơn đầu tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn sis Mỹ Quỳnh đã post bài. Con xin đọc bài học hôm nay. Dạ, cảm ơn sis Meta. Đoạn 2. Tát Thaso manas sasahagata chawana wana nang ta rằng appana bi so manas sasahagata wapa ba tikan kitabba upekha sahagata chawana nang ta rằng upekha sahagata wa thà bí cú sa la cháu quá nà nàn ta rằng cú sa la cháu quá nàng chề quá hết thi mần cha pha lát ta ya mập bề tí trí già cháu quá nà nàn ta rằng trí già cháu quá nàng a ra hát ta pha lằng cha ấp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cháu quá ná với thọ hỷ, một cháu quá ná ấp ba na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ phát khởi, sau một cháu quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cháu quá ná ấp ba na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá ná ấp ba na thiện sẽ nối tiếp theo sau một cháu quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samabatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn phát khởi phát. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành là quả A-la-hán nối tiếp. Đốt tình sa sút kha bùn nhân hà đốt đò đa sô phết cá cà ba rằng su khi ta rít ta yo át tha cha sầm phồn tí u phết khá cà. Sao tâm thiện có ba nhân tí hê tu cá liên hợp với thọ xả thọ hỷ 32 loại tâm phát khởi phát bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền duy tác sắc, bốn thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc ngũ thiền thiền a la hán quả. Bút thu cha na na se kha năng ca ma bùn nhà ti hệ tu hồ tu đồ ti hệ tu ca ma ri gia tổ vi ta ra ga năng áp pa na a ya mít tha ma nô đô rê vị thi chích tắp ba quắc tí na dô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả áp pa na phát khởi, sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình phát tâm sanh qua ý môn. Dạ, dạ con đã đọc xong, con có sai con mong thầy sửa lời giùm con ạ. Dạ kính con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin mời bàn tay của sư Trần Đạo. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt
tham gia nam mô sa kha giáo. Con kính đảnh lễ ngài Ký Đức, đại đức Phật Ca cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, Thiện Vũ cho biết tín hiệu nên rõ, và cảm ơn chị Nhất Ta cho biết tín hiệu. Con xin đọc bài nhận một. Abana Chawana và Re Bana Vipu Ta Vipu Ta Bề Đu Nát Thí Ta Thà Ta Thà Lầm Bá Núp Bà Đồ Chá. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Abana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thứ ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta ta hi nhà na sam ba yu ta ca ma va cha ra cha wa na nang at tha nang anya ta rasmin pari kam mu pa cha ra nu lo ma go tra pu nà mê ná chá túc khá tùm tích khách tú mê quá hoa chá thà cà măng ôn bát chích tòa ní hút thề ta đá nằng ta ra mê chá thà ra hằng chá túc thằng bành chá măng hoa chắc vì sa tí ma hắc gá ta lô cút ta ra chá quá nề xú giá thà bí mì hà rá quá xề ná dăng kinh chí chá quá nằng ấp ba nà vì thiền mô ta ra tí ta tổ ba rằng ấp ba nà quá xà nề ba vần gá ba tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm, chuẩn bị, bá rí cầm má, cận hành, u bá chà rá, thuận cứ, á nú lô má, nhà chuyển tánh, vô tra bù. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập tâm thứ tư hay thứ năm thì trường hợp bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền thì họp theo sự cố gắng thích hợp thích ứng mano đoà rề vì thí tập bá quá chí ná vô tiến trình tâm khởi phát siêu qua ý môn mano đò rề bá ná giá đi ví phù tá mà làm bá năng à bà thằng á khắc cho tí ta tù ba rằng phá quần gá chá la ná mano đò ra quá chá ná chá quá nà quá sa nề tá đà rầm má ná bà cà ní báo vách ăn tí ta tô ba rằng ba quần ra ba tô á vi bù tề ba nà lầm ba nề chá ba nào quá xà nề ba quần ra ba tô quá hồ tí nát tí ta đà lầm ba núp ba đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập báo quan gá dao động ý môn hướng tâm và cháo phá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào báo quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào báo quan gá sau khi luồng cháo phá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh, khi chích tà ni tì nề quá chích túc
bà đà đa sê ri ta vi ta rê na ba nê thê ca chát ta li sa vi bà vá dê a yam mê thá ba ri ta chá vá ná vá rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến tình tâm được giải sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chavana Vũ Abhana vì thí chích tắp bá quát tí ná vô tiến trình tâm an chỉ. Dạ cảm ơn Vinh, cảm ơn Châu Nguyễn đã phát bài ạ. Dạ con kính cảm ơn thầy Kinh. Dạ xin mời dân này ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tathā so manasa sahagata cawana nanta rang appana piso manasa sahagata wabati kan khitappa upekha sahagata cawana nanta rang upekha sahagata wa tathā bikusala cawana nanta rang kusala cawana je wahet thiman cavala taya map bề tí quý già cha quá nàn nàn ta rằng quý già cha quá nàn nàn arahat pha lành cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná áp ba na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná áp ba na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây vậy, một cha quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samabati sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát, sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tìm sa su kha bùn nhầm hà đoà đa sô bét kha cà ba rằng su khi ta kriyato ách upekhaka. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy sắc tác, duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Tut cha na na sek kha nang ka ma bun nya ti he tu to ti he tu ka ma kriya to vitara ga nang appana Ayamet Thamano Đoà Rê Quỳ Thí Chí Tắp Ba Quách Tí Na Dô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, Sê Khá, tâm quả Appana phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ.
Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Khai. Không biết còn ai đọc không? Alo, chắc hết rồi quý vị ha. Còn ai đọc không? Rồi, nếu không thì mời một vị nào đó lên trình bày cái bài tuần rồi ha. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Kha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cho Nguyễn Thiện Vũ Sức Tần Đạo. Xin thông mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh thấy Quang Thanh vừa vào đạo tràng. Quang Thanh có đọc bài không? Dạ, không có bệnh, tại ở đằng xa chạy lại. Dạ, đọc tới đoạn mấy rồi cho Nguyễn? Cho Nguyễn ơi, đọc tới đoạn mấy rồi, đoạn 1. Bây giờ đọc đoạn 1 hay đoạn 2 cho Nguyễn ơi? Cho Nguyễn đọc bài chưa? Và bây giờ đọc đoạn mấy? Giờ bắt đầu mình đọc đoạn mấy? Nhật Quỳnh xin được đọc bài đoạn 1. Rồi, cảm ơn cho Nguyễn nha. Đoạn 1. Apmana Chakwana Và rề bánh quy phụ tà quy phụ tắp quy phụ tắp về đồ na thi ta thà ta đà làm bánh nấp bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của cha quá na ấp ba na, tuyệt đối an trụ, không có sự phân sáng và tối, cùng thể ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tha hít nhà ta sầm ba yut ta ca ma quách cha ra cha qua na năng át thằng năng anh nhà ta ra mền ba ri cầm mu ba cha ra nu lo ma gờ ta phù na mê na cha tục khát tâm tích khát tu mê qua qua gia tha cam măng ấp ba chít ta ni ru thệ tan nan ta đa nan ta ra mê quá gia tha ra hằng để như quỳnh trang phải sát dần chút cha tu thằng bàn cha mặn hòa chấp bị sa ti ma hát gắt tắt lờ cốt ta ra cha quát nề xuất gia thà chấp khi này hà qua ra qua sề na dằng kinh chi cho quanh năng áp ma na quỳ thi mô ta ra tích ta tô ba rằng áp ma na qua xà mê pha quanh gấp ba tô qua hồ tích. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Chavanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị Parikamma cận hành Upachara thuận thứ Anuloma và chuyển tánh Gochapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hai thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm chấp quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đọ rê quy thi chích tắc ba quát tin na dô tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đọ rề banna yat đi quy phù ta mà làm ma nằng a ba thằng a gat chất tích ta tờ ba rằng hoa hoàn gat cha lana mano đọ ra qua chân nát cha quan na qua xà nề ta đà rầm ma nát ma ca ni ba quát tình tích ta tờ ba rằng hoa
quan ga ba tơ a vi phụ tê ba na lâm nê cha quan na qua sa nê pha quan ga ba tơ qua hồ tê na thị ta đà lâm nấp ba đô tê. Trong ý môn có một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát thì chập phát ga quá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phát quanh giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phát quanh giá, sau khi luồng chấm quanh ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thi chít ta ni tì nê quét chít tức ba đa ta sê ri ta vịt thà rê nát má nét thê ca cha ta lì sa quyết phà qua dê a yam mét thà ba rít ta chân nát qua rô. Ba phương cách và 12 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng sao chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quan ná phụ ấp man na vì thi chích tắp bơ quát tiết na dơ tiến trình tâm ăn chỉ. Và đoạn 1 đến đây đã chấm dứt. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cho Nguyễn đã có tài. Dạ, còn vị nào chưa đọc bài không xin mời bàn tay ạ. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, còn vị nào chưa đọc bài không? Hồi nãy lúc nãy Quỳnh nghe thầy kêu nên lật thật chạy lại. Dạ, nên là không biết vị nào thấy cho Nguyễn nói để cho Nguyễn mất bài mừng quá mới chạy thoát ra ngoài. Dạ, nếu không còn vị nào đọc lại bài, có vị nào đưa bàn tay lên để đọc bài kỳ rồi không thì Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Giống như lúc nãy lời của thầy Kinh kêu. Dạ, có vị nào không? Dạ, nếu không có vị nào Nhật Quỳnh xin phép đọc được không thầy? Dạ, Nhật Quỳnh đọc để nếu mà Nhật Quỳnh có viết sai thì cho Nguyễn mic lên là Nhật Quỳnh đọc bài sửa lại. Dạ, tại vì kỳ rồi Nhật Quỳnh cũng biết bài kịp, nghĩa là ít có chữ kiểu tắt thì Nhật Quỳnh mới dám đọc. Dạ, chứ còn không thì với kiểu tắt nhiều Nhật Quỳnh không có biết đường đọc. Dạ, cảm ơn cho Nguyệt, cảm ơn đạo tràng. Ghi chú: người động căn có 6 sắc na, người lợi căn có 5 sắc na, người động căn tục sinh với tâm quả hợp trí hữu trợ, người lợi căn tục sinh với tâm quả hợp trí vô trợ. Chuẩn bị: sát na tâm chuẩn bị tiến tới một trạng thái tâm cao hơn, tâm thiền. Cận hành: sát na tâm gần đạt đến sát na tâm thiền. Thuận thứ: hợp với sát na trước và thuận với sát na sau. Bỏ vực: sát na tâm dứt bỏ trạng thái dục giới để phát triển bước vào tâm thiền. Thiền: sát na tâm an trú theo một đề mục, thiêu đốt các phiền não một cách tạm thời tính theo phàm, tam nhân. Đối tượng của sát na thiền là quan tướng, là chế định. Tên sát na thiền là động lực an chỉ Appanna Samma Chichavana. Sau an chỉ hậu kiếp sanh trở lại, lộ tâm liền kề an chỉ hậu kiếp là lộ ý với động lực phản kháng chi thiền. Bách chấp quát khanh quỳ thí tái hiện nhiều lượt rồi diệt một cách thích ứng. Từ sơ thiền đến tứ thiền, thiền năm bậc, các động lực chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bậc là thọ hỷ. Từ ngũ thiền sắc giới đến vô sắc giới, động lực. Thực tình mà nói giờ có mấy chữ tắt này Nhật Quỳnh không biết đọc, thầy ơi.
Lúc bữa hôm trước Nhật Quỳnh ghi không có kịp chữ đấy nên là Nhật Quỳnh thật sự không biết đọc. Dạ chỉ biết thấy dạ cho Nguyễn bớt lên nha, cho Nguyễn nha. Nhật Quỳnh xin bỏ qua cái khúc này. Dạ. Lỗ đắc chỉ với năm sát na động tóc có ba trường hợp với sát na động tóc: một, bị hôn mê bất tỉnh; hai, sắp lâm chung; ba, Đức Phật thị hiện song thông. Sự khác biệt cảnh thiền: quan tướng tận định do chướng ngại, tham dục cái không có sự chói sáng bằng quan tướng sơ thiền. Quan tướng sơ thiền còn chướng ngại tâm, còn chướng ngại tâm nên không sáng chói bằng quan tướng của nhị thiền. Quan tướng nhị thiền còn chướng ngại tứ, vân vân. Quan tướng tam thiền còn chướng ngại hỷ, vân vân. Quan tướng tứ thiền còn chướng ngại lạc, vân vân. Dạ, bản của Nhật Quỳnh ghi đến đây thôi. Dạ, nếu mà có sai xin thầy và đạo tràng chỉ dạy để Nhật Quỳnh sửa. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ kính mời thầy cầm mic ạ. Dạ, sao thú. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cái gì nghe rõ mà alo. Nghe cô Nhật Quỳnh. Cô lên thấy tội nghiệp ghê. Giọng nói thì khang, giọng khang cổ. Đọc bài thì chữ viết tắt đọc không được. Khổ ghê ha. Vô mấy room nhà học có room này á, rất là quan hỷ, không biết room này là những người, những cô lớn tuổi nhiều ha, lớn tuổi nhiều. Còn room của Nguyên Như Kỳ Duyên á, thì trung niên thì nhiều. Còn room ví dụ pháp cơ bản á, thì toàn thanh niên thì nhiều, trai nhiều. Mỗi room có một cái sắc thái rất là đặc biệt. Đặc biệt room này thì đặc biệt có các cô lớn tuổi mà rất là tinh tấn, rất là quan hỷ. Do vậy chúng tôi nhớ tới cái chuyện của một thánh ni tên là Sô Nát. Tôi kể quý vị nghe thánh ni cho các cô lớn tuổi nghe. Thì cô thánh ni đó quý vị tên là Sô Nát. Cô đó thì lúc còn trẻ thì là một cái tiểu thư rất là giàu, một con gia đình đài cát mà, tiểu thư giàu có đài cát. Sống trong nhung lụa, sống trong sung sướng giống như con gái của mấy ông đại gia giờ ha. Có gì nghe rõ không alo cho biết à? Còn nghe rõ không alo? Đó, ok. Có gì cho biết nha. Thì cô Sô Ná đó thì lúc mà còn trẻ thì là một tiểu thư, sinh ra trong một gia đình đại gia, gia đình giàu có vào thời Đức Phật. Thì sống trong dung lụa như vậy, sau cái cổ được giới thiệu một chàng trai mà cưới chồng, cổ cưới ông đó cũng hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc đến sau thời gian sanh được tới 10 đứa con, hai vợ chồng sanh được 10 đứa con trai, rất là đặc biệt ha, thành 10 đứa. Như vậy là đã một cái gia đình, một đại gia đình. Bây giờ chúng ta một hai đứa là thấy hết ha, cục lắm là ba đứa con thấy mệt mỏi. Thời đó thì sanh tới 10 đứa con, 10 đứa con trai luôn. Thì trong lúc mà sống trong đời sống gia đình vậy thì ông chồng thì ngay trong thời Đức Phật mà mới nghe nói có Đức Phật thì ông mới đến ông nghe, nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà ông nghe Đức Phật thuyết pháp xong, ông hoan hỷ quá, ông là giống như là căn cơ lúc tuổi trẻ, ông là một bậc đại trí, nghe hoan hỷ phát tâm là xuất gia. Ông về ông nói với vợ ông vậy, ông muốn xuất gia của Đức Phật thuyết pháp vậy 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 đó. Ông hoan hỷ quá muốn xuất gia, vô là trong cái tăng chúng. Thì bà Sô Ná chấp nhận, ok thì muốn cho xuất gia vợ 10 đứa con rồi, tôi để tôi nhà tôi lo, gia đình giàu có mà cũng hay cái gì. Có 10 đứa con rồi mà bỏ đi được, còn con còn nhỏ mà bỏ đi xuống già cũng là một cái duyên đặc biệt ha, cho mấy ông lấy làm gương ha. Mấy ông trẻ trẻ giống như Giang Nhật Hà mới hai ba đứa là đã dính sự nội rồi. Đi không nổi rồi. 10 đứa mà đi cái một
bỏ xuất gia đi tu học. Thì khi xuất gia vậy đó thì ở nhà bà Sona này thì bà nhận mình, bà nhận mình, bà nuôi 10 đứa con, mà cũng có cái phước bà, cái là bà giàu có mà bà nuôi 10 đứa con dễ dàng hết, nuôi lớn khôn lớn đầy đủ cho đến khi mà bà 60 tuổi. Tới 60 tuổi là già, là tới tuổi già rồi. Thì tới 60 tuổi đó thì bà mới suy nghĩ giờ mình lớn tuổi rồi, thôi chồng đi xuất gia rồi, còn tài sản mình còn làm chia, chia là hết cho ra 10 đứa con. Thì đó, tài sản chia đều hết, từ đứa lớn cho tới đứa nhỏ, chia cho đều hết. Xong xuôi bà mới về sống với thằng anh hai, sống với anh hai, sống chung với anh hai. Sống chung với anh hai, cái anh hai thì có vợ thì mà, thì gặp có con vợ cũng thuộc loại vợ bà trợn, sống với vợ chưa được bao lâu cái nó ngồi nó nói hành nói tỏi, nó nói bà sống với tụi tôi mà tiền mà chia đều hết trơn, mà sao bà cứ đóng sống đây mà báo gia đình chúng tôi. Thì mẹ buồn quá mới đi qua đứa con thứ ba, qua đứa con thứ ba gặp con vợ cũng thuộc loại hàng bá vớt nữa, cứ vậy hết đứa con này tới đứa con khác nó đều coi như là nó phủ phàng, nó đời sống nó ác thôi. Đàn ông mà có vợ mà không nói được vợ, để vợ nó mắng nhiếc mẹ mẹ chồng kia, mẹ chồng mà buồn quá. Tới đứa cuối út, đứa cuối cùng út cũng bị luôn, tức là 10 đứa con thì mà thuộc loại bất hiếu, 10 được rửa bất hiếu. Nên thấy cuộc đời của bà cũng khốn khổ về già. Cái này bán cái kia bán cái đứa nọ đủ thứ, không nào chịu lãnh bà. Cuối cùng bà buồn quá, tự ái mình tiền bạc giàu sang bao nhiêu mình chia tụi nó, đâu phải tiền tụi nó đâu, mà giờ tụi nó có vợ xong nó chối bỏ mẹ. Thì bà buồn quá mới sắp đồ đi lang thang, đi bộ đời. Đi bộ đời chứ không thèm ở nhà, đi bộ đời lang thang. Thì khi bà đi bà trở thành người vô gia cư, bà sống lang thang thì một hôm cái duyên lành mà tới, tức là cái duyên phước trong đời sống quá khứ và đã đầy đủ trổ xanh rồi, bà tự nhiên bà chợt nhớ là ông chồng, nhớ ông chồng hồi xưa cũng đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Bà nghĩ vậy, bà quan hỷ bà đi tìm đi viện của xuất gia, bà vô đi viện của xuất gia. Thì bà nghĩ là bà vô đây bà xuất gia thì bà sẽ được có một lời của chỗ yên thân cho cái tuổi già, cho cái đời là sống cuối cùng của người đàn bà mà đi lang thang hoài cũng khổ. Thì bà vô trong cái đi viện của xuất gia, nhưng mà chết tiêu thai khi mà vô xuất gia thì bị mấy bà tỳ khưu ni trẻ với bà đì thì thôi, bà đì mấy bà còn phàm mà bà đì vẫn coi thường bà này, bà này giờ nghèo mát nghèo rách này kia, yếu đuối già không làm được gì trơn. Mấy người tỳ khưu ni trong đó là đối xử tay bạc cho bà, bắt bà làm đủ thứ chuyện giống như một đài vậy ha, làm việc nặng nhọc, dùng là rửa cầu tiêu, rửa chén rửa bát nấu cơm giặt đồ đủ thứ, bắt bà làm đủ thứ mà không cho quay đâu hết á. Mấy bà tỳ khưu ni thời đó sao cũng ác ghê, nhưng mà phần dắt do cái nghiệp đó bị sao bị vậy, thì mới đi bà. Bắt bà phải làm tất cả mọi việc trong đi viện. Mấy bà trẻ bắt đầu ngồi không nhịp nhịp chơi, bắt người lớn tuổi làm, coi thường bà đủ thứ, đối xử với bà giống như là đồ lệ, bắt bà làm đủ thứ, không cho đi đâu chứ, bất cứ một cái lễ nào trai tăng hay gì đó cũng không cho bà đi, bắt bà ở nhà lo hậu viện, lo đủ thứ chuyện. Nhưng mà bà có một cái hay cái chỗ là bà có một cái duyên lành trong quá khứ, thành ra bà có một cái khéo tắc ý, nhưng mà vô đi xô nó xì cà rá đó. Bà khéo tắc ý, bà nói giờ mình bị giờ mình phải tinh tấn lên, cố gắng mình dùng pháp tinh tấn, dùng pháp nhẫn nại để mình tu tập. Thì ban ngày bà lo làm hết tất cả mọi việc trong gia đình, đồng thiên nghi đi viện chứ. Thì ban đêm bà hành thiền, đợi tối hết cái bà mới hành thiền, bà hành thiền mới đi kinh thành tới luôn hành thiền. Nhưng mà tại vì ban đêm mà bà đâu thấy đường, mới đi đụng đầu với mấy cái cột chùa, đụng đầu vậy đó. Thì bà nghĩ bây giờ đụng đi không thấy đường đi, đụng đầu hoài không có đi được. Bà mới nắm cái cột, ôm cái cột, nắm cái cột, đi vòng cột á. Tinh tấn nhất định mà giờ bất cứ chướng ngại nào cũng vượt qua.
và ôm cái cột, nắm cái tay, vịn tay cột đi vòng vòng vòng, đi kinh hành vòng đó. À, như vậy ngày này đêm này qua đêm nọ mà tập. À, nhiều khi bà ngay cả mới đi vô trong những cái nơi vắng vẻ mà tập cũng vậy, mà cũng vịn cái cột đi vòng vòng vòng. Thì đến một cái hôm thì chư ni thì khu ni được mời trai tăng, à, những người cư sĩ ta mời đi trai tăng cho thì khu ni. À, thì cũng vậy, bà đâu có được cho đi, bà bị đầy mà, bà số phận hẩm hiu, bị con nó ruồng bỏ, rồi giờ đi vô tu, tưởng vô tu gặp mấy bà tu nữ hiền lành hai vàng, trời thần đất lửa, à, đi không cho bà đi, bắt bà nhà, rồi nhà lo giặt vũ, lo này kia đủ thứ, lo tắm rửa, lo nước để về cho họ tắm, à, bắt bà nhà phải lo, bà về, tôi về, về mới lo nước nóng để cho mấy bà đi khu nó tắm, tôi thưa cô này tắm. À, thì bà, người mà nhẫn nại mà, có cái chí nhẫn nại thì bà kiên nhẫn, bà không nói, không bà chịu. À, thì cái mấy người đi hết thì bà ở nhà, bà lê quay, bà đi khiêng nước, bà nấu. Thì cái tuổi lớn, càng ngày lớn thì chân yếu, tay yếu, thì khiêng thùng nước cho trợt té. À, trợt té đau cái chân, bị cái chân bị đập xuống đất, bị té đau đó. Thì lúc đó cái đau của cái thân thức thọ khổ của bà đó, à, bà đau bắt đầu bà mới dùng cái pháp quán, bà quán bà dùng cái quán niệm thọ, bà dùng quán về thân, về thọ quán niệm xứ, à, bà áp dụng quán cái đó, bà an trú vô trong pháp, rồi bà đắc thiền, rồi bà đắc luôn lục thông luôn. À, lúc đó bà do nhờ pháp quán cái thời quá khứ bà mạnh quá, à, chỉ đâu do cái té thôi, tích tắc mà đắc được thiền định, mà đắc được luôn lục thông, mà đắc được luôn a la hán luôn, à, mà đắc quá trời luôn, trong một tích tắc. Bởi vậy chúng ta thấy nhiều cái mà khi mà duyên lành nó đến thì đâu cần phải đi đâu, à, trong cái nấu bếp thôi mà đắc được tùm lum tà la rồi. À, khi mà đắc xong xuôi rồi bả mới ngồi xuống mới nhập định, mới nhập vô cái quả định đó, mới nhập vô cái thiền quả đó, à, mới nhập vô đó và an trú trong cái này, hưởng quả niết bàn, khỏe re nằm trong khỏe. À, thì ông thầy đưa xong cho cái mấy người đi về, à, mấy người đi chúng về, về cái bà thấy vậy bà xả thiệt, à, bà xả thiệt, à, cái mấy người đi chúng về mà cố tình kiếm chuyện mà, à, cố tình kiếm chuyện bà thì về cái, à, thấy sao về tới nơi thấy bà này bếp nút không thấy gì trơn, không thấy nấu nước, không thấy đâu gì trơn, không làm chứ, à, mấy họ mới la bà, trách bà là sao bà này biến nhát này kia, lo trưa chắc đi ngủ hay sao không lo nước nồi nấu nước sôi cho chúng tôi nấu tắm này kia, trưa về tôi tắm rồi nghỉ ngơi ăn uống này. À, thì lúc này bà xả định, bà nghe vậy bà mới nói quý vị cần nước sôi hả, à, quý vị cần nước sôi không, cái bà chỉ vô cái thùng nước sôi đó quý vị, à, bà chỉ vô thùng sôi nè, nước sôi nè, bà chỉ tay về mấy cái thùng nước đó. Nước sôi là cái nước tự động sôi xung 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 nước tự động sôi, bà có lục thông rồi, bà có thần thông rồi, bà chỉ là nước sôi xung 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 xung, mấy người mấy bà thì cứ đi hết hồn, thấy quảng luôn, thấy ủa xọa này nó làm gì hay vậy, chắc bà là về dám phù thủy hay gì ha, thủy sao mà chỉ vô nước sôi xung 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 lên, mấy người thấy ngạc nhiên xong cái mới cũng lấy nước tắm. Rồi nước rồi thì ta múc nước tắm, múc vừa xuống xong xuôi cái nước đầy lại, múc xuống xong cái nước đầy lại, nước đầy hoài, sôi hoài cho tắm cho đã luôn ha, cho mấy bà tắm cho sướng. À, nhưng mà mấy vị thì cô ni mà lớn á, mấy bà trưởng lão mà bà biết, à, mấy bà nghĩ rồi hay không xong rồi, này chắc có vấn đề, à, bà này chắc có được cái gì rồi, à, thì là mới lên trình với Đức Phật, à, lên trình Đức Phật mới hỏi đứa bạch Đức Phật vậy đó, sự việc nó xảy ra vậy đó, à, bà làm được những chuyện này, à, thì Đức Phật mới xác định. Đức Phật mới nói rằng là Tỳ kheo ni Sô Ná đó là một vị A La Hán đó, chứ không phải chuyện đùa, là một vị A La Hán, và được tuyên bố ngày Đức Phật tuyên bố là hàng ngũ nằm trong hàng ngũ của 13 vị Tỳ kheo ni xuất sắc nhất của ngày của Đức Phật, đó là mình một trong 13 Tỳ kheo ni xuất sắc nhất, đặc biệt về cái hạnh là tinh tấn, là tinh ngần tinh tấn, thuộc về hạnh là số một á, à, cho nên mấy người kia nghe thôi hết hồn quán vía, không ngờ qua này trở thành một vị A La Hán tinh cần tinh tấn nhất, gọi là số một của
thời Đức Phật. Đó, thì qua câu chuyện cho nó thấy rằng mình đừng nghĩ mình lớn tuổi là mình không làm được, từ tích tắc thôi và có thể chứng đắc được đạo quả như thường là quả dễ dàng như bà này. Mình thấy té cái bỏ quá không nhận cái chuyện này thì cũng mà có một không hai chứ không phải là chuyện được. Đó, là cô Nhật Quỳnh, cô Meta, cô Trần Đạo, vân vân vân. Đừng có nghĩ là mình lớn tuổi mình tu không không bằng người trẻ rồi, chưa chắc à. Mấy trẻ gì khi ở như Châu Nguyễn thì là lộn xộn ăn thua rồi chứ ha. Ở mấy cô trẻ trẻ thì lóc chóc trong trong này này chưa chưa chắc tu bằng mấy người lớn tuổi đâu. Chưa chắc đâu. Đâu ai biết được ha. Đó, rồi qua cái câu chuyện mà thấy cô bà thánh ni sô ná này quá tuyệt vời à. Nhẫn nhục chịu đựng là nuôi con tới lớn rồi bị nó hành hạ, nó đi nó đuổi đi, nó không nuôi nấng nó coi như nó phụ bạc bất hiếu rồi nha. Tưởng gì vô chùa gặp mấy bà ni thuộc loại cũng bà trợn mà đi mà hành thấy mòn luôn à, đó, rồi cuối cùng lại là đắc quả quả dữ luôn, thật tuyệt vời. Thấy quý vị thấy không đó, cuộc đời thánh ni sô ná rất là tuyệt vời, có những cái mà ngoài sức tưởng tượng của mình không tưởng tượng nổi mà có thể đắc được như vậy trong một cái té một cái là tuyệt vời và phải xứng đáng đảnh lễ cúng dường thánh ni sô ná. Quý bà quý cô nhớ nha, nhớ noi gương theo sô ná này ha. Rồi bây giờ mình vô học tiếp ha. Và đó là giờ mình học số 2 lộ đắc đạo. Thấy bà thánh ni đắc đạo là giờ mình vô mình học lộ đắc đạo. Bắt cái quỳ thí lộ đắc đạo. Rồi, tức là đây nè, học về cái lộ trình tâm mà chứng đắc được đạo ha, có hai loại, hai chấm, có hai loại. Một, lộ đắc sơ đạo. Lộ đắc sơ đạo mở ngoặc phàm chuyển tộc thánh, mở ngoặc lại. Rồi, số 2 lộ nhị tam tứ đạo. Nhị tam tứ đạo mở ngoặc tu tiến lên đạo cao, mở ngoặc lại. Lộ nhị tam tứ đạo tu tiến lên đạo cao. Rồi, tức là đây cho mình biết có hai loại lộ đắc đạo. Là thứ nhất là lộ đắc sơ đạo, tức là đắc tu quần đạo. Là từ cái lộ này là khi mà từ một phàm nhân đắc đạo là chuyển qua tập thánh, là từ phàm qua sang thì dòng tập thánh luôn, không còn có phàm nhân nữa. Giống như bà sô ná này đó, bà là phàm đắc qua chuyển qua tập thánh luôn, không còn là phàm nữa. Rồi, thứ hai là lộ nhị tam tứ đạo, tức là tiến lên lộ tu tiến lên, đắc là nhị đạo, tam đạo, tứ đạo là tu cao lên. Đó là có hai cách này về lộ đắc đạo. Rồi xuống dòng lộ đắc sơ đạo, hai chấm, lộ đắc sơ đạo. Hộ kiếp. Đi từ từ cho cô Quỳnh cứ đi theo à. Hộ kiếp. Chữ hát, hộ kiếp là chữ hát. Rồi
kiếp rúng động, chữ R, khổ kiếp rúng động. Khổ kiếp dứt dòng, chữ D. Khổ kiếp dứt dòng. Kháng y môn, chữ K, Y. Thấy không? Thấy có ai thương cô Dịch Quỳnh vậy không? Họ viết rồi viết ra chữ rồi cho cô Dịch Quỳnh có chép lại, có được loại là tiên nữ giáng trần. Kháng y môn rồi chưa? Rồi chuẩn bị. Chuẩn bị CB. Chuẩn bị CB. Cận hành CH. Thuận thứ PP. Chuyển tập CT. Chuyển tập CT. Đạo là một sáng là đạo. Đạo rồi quả, quả tức là hai cái quả. Đạo quả, quả rồi à, tức là cái lộ mà đắc sơ đạo nó đi diễn biến vậy ha, tức là đi hậu kiếp rung động dứt dòng hai cái môn rồi mới vào vô cái lộ động tóc là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, chuyển qua tộc thánh nào đắc đạo, rồi đắc hai là hai quả luôn, đạo là hai quả luôn, rồi sau đó trở về hậu kiếp rồi trở lại rồi hậu kiếp rung động dứt dòng hai cái môn rồi bảy động lực hậu kiếp lại trở lại cái lộ tâm bình thường ha. Bây giờ mình bắt lấy ngay cái lộ tâm đắc đạo là đạo rồi hai quả đó là đắc sơ đạo. Kịp chưa? Có cái gì ghi kịp ha? Rồi xuống dòng người lợi căn bỏ bớt sát ma chuẩn bị. Ghi luôn cái đó luôn. Người lợi căn bỏ bớt sát ma chuẩn bị. Copy cái này cho. Rồi mấy cái chữ Bali đó là ghi là luôn ha, bỏ xuống từ cái ra luôn cho Nguyễn. Chuẩn bị Parikhamma cận hành Upachara thuận thứ Anuloma chuyển tánh Gotrafu đạo mắt giá quả Phala. Tánh đạo quả rồi đó là những cái từ Bali viết theo cái lộ trình tâm ha. Rồi bây giờ từ cái lộ trình tâm đắc sơ đạo này đó, tức là bắt tính từ phàm mà chuyển sang thánh ha. Rồi, bây giờ mình xuống hàng mình ghi sát na tâm. Sát na tâm có mấy quý vị? Sát na tâm có mấy đây? Sát na tâm có mấy? Sát na tâm. Cô Meta 5, Thiền Vũ 8, cô Nhật Quỳnh nhiều. À, quý vị nhiêu cho lên đây. Hạ nhiêu, Giang Nhật Hạ nhiêu, Hồng Mai, Quang Thanh, Thanh Hoàng là nhiều lắm, đem ru ra này.
bỏ bắt đầu nhắc sơ là tức là bỏ cái hậu kiếp ra ha, hậu kiếp rung động chứng dần bỏ ra, thì giờ còn bao nhiêu sắc na? 8, đúng rồi, xa thú là 8. Tại sao sao mưa mấy ta ghi 5? Mưa ta nắm đâu, mấy ta ghi 5? Các nghi môn ha, chuẩn bị là 2 ha, tận hành là 3, thuận thứ 4, chuyển đọc 5, đạo 6, 2 quả là 8. Thì như vậy sắc na, mình có 8 sắc na tâm. Cô mấy ta nắm được không? Có 8 sắc na tâm nha, nắm được không? Alo. Rồi ha, ok, rồi các bạn sẽ bàn tâm ha. Rồi giờ tới chặn, chặn có bao nhiêu chặn đây? Chặn có mấy chặn? Chặn có 2, đúng rồi, xa thứ chặn có 2 là cái nghi môn và động lực hay là động tốc, chặn có 2. Cái nghi môn và động lực. Rồi, thứ tâm. Thứ tâm là tính thứ tâm từ kháng nghi môn trở đi ha. Thứ tâm có bao nhiêu loại đây? Thứ tâm có bao nhiêu? Kháng nghi môn nè là 1 phải không? Kháng nghi môn là có không? Có kháng nghi môn không? Là 1. Rồi, chuẩn bị cân hành những thứ chuyển đọc là loại tâm gì? Chuẩn bị cân hành những thứ chuyển đọc là loại tâm gì? Hello. Bốn đại thiện dục giới hợp trí à, đó chính xác ha, đúng rồi chính xác. Bây giờ đang còn phàm mà ha, thì trước khi tới đạo quả thì chuẩn bị cẩn hành những thứ chữ đọc là bốn cái này là động lực thuộc về tâm thiện hợp trí à, hợp trí ha. Rồi giờ tới đạo là sơ đạo là một, quả sơ quả là 2 à, thì như vậy mình sẽ có được là bao nhiêu? Kháng ý môn là 1, 4 thiện dục giới hợp trí là 5, 5 sơ đạo là 10, 5 sơ quả là 15, thì như vậy có 15 thứ. Thứ tâm mình có 15. Kháng nghi môn, 4 thiện dục giới hợp trí, 5 sơ đạo, 5 sơ quả. Chứ là nắm được không quý vị ơi? Alo. Cô Meta nắm được không? Cô Nhật Quỳnh nắm được không? Cô Trần Đạo đâu mất tiêu luôn rồi. Im ru và ru. Chứ là nắm được không quý vị ơi? Sao thấy im hết trơn rồi? Hồng Mai, Hà, Tiên Vũ, Trần Đạo, ok. Việt Quỳnh, ok luôn. Cô Mê Ta ok không? Cô Mê Ta có ok không? Có nắm được không? Rồi, ok luôn ha. Rồi, quý vị khác chắc cũng ok hết ha. Rồi, như vậy là mình có được là gì đây? 15 thứ tâm. À, rồi người thì có bao nhiêu người đây? Người vô nhân có không quý vị? Người lạc vô nhân có không? Người lạc vô nhân có không? Không, ok. Người nhị nhân có không? Người nhị nhân có không? Người nhị nhân có không?
không có luôn. Rồi xà thú ha, tức là không có ha. Rồi và người phàm tam nhân có không? Người phàm tam nhân có không? Có xà thú tam nhân là có là một ha, là người phàm tam nhân là có. Người tam nhân mà phàm tu mới đắc được. Đó là phàm tam nhân. Rồi tiếp theo là người gì nữa? Người sơ đạo có không? Người sơ đạo có không? Có luôn, xà thú. Người sơ đạo có thì người sơ quả có không? Người sơ quả có không? Có luôn, đúng rồi, xà thú. Người nhị đạo có không? Người nhị đạo có không? Sao có được trời? Đang học lộ tâm sơ đạo mà sao thấy người nhị đạo cũng có luôn là sao trời? Chưa tới. Mới đắc sơ đạo mình có như đó rồi. Đi quên. Có trớ hỏi ngay dính ngay liền, hỏi ngay có trớ thì nó lời ào ào. Rồi như vậy người thì mình có ba người, có ba phàm tam nhân, người sơ đạo, người sơ quả, ba. Nó là lẹ quá là chết luôn. Rồi à, đúng rồi ha. Rồi bây giờ tới cõi. Cõi ha. Giờ, bốn cõi khổ có không? Bốn cõi khổ có đắc đạo không? Không. Ok, trừ bốn cõi khổ ra ha. Trừ bốn cõi khổ ra. Okay. Rồi cõi vô tướng có không? Cõi sắc giới vô tưởng có không? Thiền cõi phạm thiên vô tưởng có không? Không luôn, xa thấu trừ ra luôn ha, cõi vô tưởng trừ luôn. Rồi năm cõi tịnh cư thiên có không? Năm cõi tịnh cư thiên có không? Không, tại sao không? Đối với gì tại sao không? Năm cõi tịnh cư thiên tại sao không? Tại sao không? Alo tam thánh tam quả thánh đăng quả xa thú là giỏi vậy ta, nhớ bài dữ ha. Rồi năm cõi tịnh cư thiên cũng có luôn, bậc tâm bậc thánh quả tam thánh tam quả là không có ha. Rồi cõi bốn cõi vô sắc giới có không? Bốn cõi vô giới có không? Người sơ đạo có mặt cho nên có đặt được cho nên cõi vô sắc giới không? Không luôn, đúng rồi, xa thú, quá xa thú luôn ha. Cõi vô sắc giới thì không đặt sơ đạo được. Rồi bây giờ mình trừ ra bốn cõi khổ, cõi vô tưởng là năm, năm cõi tịnh thức định cư là 10, bốn cõi vô sắc là 14. Thì như vậy 34 cõi trừ 14 còn 17 cõi, 31 trừ 14 rồi còn 17. À, thì như vậy cõi mình có 17 ha, 17 trừ 4 cõi khổ, khổ vô tưởng, 5 cõi tình cư, 4 cõi vô sắc, còn là 17 cõi. Rồi, xa đó ha. Rồi, như vậy là những cái vấn đề mà về một vị mà đắc sơ đạo đã được chúng ta mổ xẻ ra mà chia chị nghe nhỏ là mình đã thấy được cái vấn đề một cách rõ ràng. À, nắm được hết quý vị cho biết đi, cho biết cái bông đi rồi đi tiếp. Rồi sao thú ha. Rồi giờ nào tới số 2, lộ đắc đa đạo cao. Lộ đắc đa đạo cao 200. Lộ đắc ba đạo cao.
Rồi, tiếp dòng. Lộ tâm, hai chấm. Lộ tâm, hai chấm. Lộ tâm, rồi. Hộ kiếp. Kiếp rung động. Hộ kiếp viết dòng. Ba cái nó tiếng là hộ kiếp. Kiếp rung động, hộ kiếp viết dòng. Cái nghi môn. Chuẩn bị. Cận hành. Thuận thứ. Tiến bậc. Cái nghi môn. Chuẩn bị. Cận hành. Thuận thứ. Tiến bậc. Tiến bậc. Rồi đạo. Rồi, quả quả. Đạo hai quả là đạo. Quả quả. Làm hậu kiếp đó lại. Đạo quả hậu kiếp. Rồi viết lại thành. Gom lại thành một một đường ngang đi. Một cái đường dọc. Cái đường ngang đúng đó không? Hộ kiếp, rung động, dứt dòng, khánh môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, tiến bậc, đạo, quả, quả, rồi hộ kiếp. Thì ở đây chúng ta thấy là nó không còn là chữ chuyển tộc ha, mà nó qua tiến bậc, TB là tiến bậc. Ha. À, tức là từ sơ đạo, sơ quả, là tiến bậc lên, à, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, ha. Tức là dòng tâm nó thay đổi chút xíu cái từ ngữ cho nó chút ha. Rồi chính xác phải không? À, đó là cái sự diễn hoạt của cái dòng tâm mà lúc mà đắc ba đạo cao nó sẽ là như vậy. Rồi bây giờ sát na có mấy sát na đây? Alo. Sát na có mấy? Cũng có 8 luôn ha. Rồi sát na cũng có 8 luôn. Cái nghi môn là 1. Chuẩn bị là 2, cận hành là 3, thuận thứ là 4, tiến bậc là 5, đạo là 6, hai quả là 8. Như vậy thì sát na mình có 8. Rồi chặn. Chặn thì cũng vậy ha, có 2. Cái nghi môn với lại động tốc. Rồi có hai cái môn động tốc hay động lực có hai. Rồi, rồi thứ tâm hai chấm. Thứ tâm này quan trọng nha, thứ tâm là bắt tính từ là tâm quả ra là tâm nhị quả nhị đạo nhị quả ra lên nha, khác nha. Kháng y môn là có không nè, kháng y môn là có không? Một không. Rồi chuẩn bị cận hành thuận thứ tiến bậc là những loại tâm nào đây? Alo. Chuẩn bị cận hành thuận thứ tiến bậc. Chuẩn bị cận hành thuận thứ tiến bậc là tâm nào? Thức giác thực tế. Ai nữa? Các bạn đi, các bạn đi.
tươi mất rồi. Bốn tâm thiện dục giới hợp trí, xà thú dục giới hợp trí, chính xác ha. Vẫn là những tâm thiện không gì? Đắc lên nhị tam tứ đạo, vẫn là cái chỗ động lực này cũng là ta bốn tâm thiện dục giới hợp trí. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Năm sơ đạo có không? Năm sơ đạo có không? À không, thiện vũ có. Châu Nguyễn không. thiện vũ bị mắc bẫy rồi. Đang nói gì mà biến bật mà đâu có đạo, sơ đạo là sơ quả nãy qua rồi. Đang lên đạo cao rồi, đúng rồi. Thì không có không? Năm nhị đạo có không? Năm nhị đạo có, đúng rồi, xa thôi. Năm tam đạo có không? Năm tam đạo. Cô Như Quỳnh không. Thiện Vũ có. Còn ai nữa? Có. Mình quên có luôn, không ai có. Đúng rồi, xa thú có luôn chứ. Tiến bậc mà, đang tu lên từ từ mà. Thì tam đạo vẫn có thường. Rồi năm tứ đạo có không? Năm tứ đạo có không? Có luôn, xa thú có luôn ha. Có hết luôn ha. Rồi. Năm sơ quả có không? Năm sơ quả có không? Trả lời lẹ lên, trả lời nhanh lên, năm sơ quả có không? Có. Mà có tiếp nữa, khổ ghê. hai lần, đang đạo tiến, đang tu tiến lên, mà có sơ quả đầy trời. Rồi, năm sơ quả là mới có nè. Năm nhị quả có không? Cũng như học lớp 12 rồi, xong rồi lên đại học rồi ha. Rồi hỏi còn học lớp 12 tiếp không? Mới là có. Về xuống lớp 12 học lại. Cô Hà là đang làm mà giám đốc ha. Hỏi lúc trước làm gì? Làm manager rồi, giờ xuống làm manager luôn. Hỏi lên giám đốc nữa. Rồi, năm vị quả có không? Rồi, năm tam quả có không? Có luôn, xà thử, có luôn ha. Xà thử ha. Rồi, năm tứ quả có không? Năm tứ quả có không? Có chưa? Có không? Trả lời nhanh. Có hết không? Đúng rồi, xà thú. Xà thú, tụi biết năm tứ quả có luôn. Rồi, năm ngũ quả có không? Năm ngũ quả. Trả lời nhanh lên, năm ngũ quả có không? Sao không? Phải sao không? Năm ngũ quả. Người ta có rồi. Chỉ có bốn thánh quả thôi. Cô với ta bị giống như mà dính cháu rồi. Ngũ quả ăn cưới, đúng rồi. Mâm ngũ quả. Chắc cô với ta đang muốn chuẩn bị cưới vợ cho con hay sao vậy? Rồi, vậy là mình sẽ có là 35 tâm. Thứ tâm có 35. Cái nghi môn là 1, 4 thiện dục giới hợp trí là 5. 5 nhị đạo là 10, 5 tam đạo 15, 5 tứ đạo 20,
năm nhị quả là 25, năm tam quả là 30, năm tứ quả là 35. Vì vậy thứ tâm mình có 35. Rồi, à, đánh xác ha. Nó lấy cái gì bị liệu, bị lấy đời. Rồi, người đây, người nè, có bao nhiêu người? Người lạc vô nhân có không? Người lạc vô nhân có không? Không, ok, sao? Người nhị nhân có không? Người lạc nhị nhân có không? Không luôn, rồi, sao thứ? Sao thứ? Người phàm tam nhân có không? Người phàm có không? Phàm tam nhân có không? Không luôn, xà thú hay gì ta, sao biết hay gì ta? Phạm tâm nhân đắc đạo rồi sao biết, mày không có người phạm tâm nhân hay gì ta? Rồi, người sơ đạo có không? Người sơ đạo có không? Trả lời nhanh lên, alo, alo. Người sơ đạo có không? Không. Ok, hết bị ha, hết bị mắc bẫy ha. Người sơ đạo có, bây giờ có người nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, có không? Nhị, tam, tứ, có không? Nhị, tam, tứ, có không? Rồi, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, có không? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có không? Sơ quả có không? Bắt cái sơ quả trước rồi đó. Sơ quả có không? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Suy nghĩ lại, giúp cho suy nghĩ lại 2 phút. Sơ quả có không? Ai cũng nói không hết trơn vậy trời. Có sơ quả, cô Nhật Quỳnh đúng quá luôn. Cô Nhật Quỳnh chính xác. Đắc quả rồi, đắc sơ quả rồi mới tu lên được, chứ không có sơ quả sao tu lên. À, tức là bậc tu là quần quả rồi mới tu lên nhị tam tứ được. Cô Nhật Quỳnh 10 điểm, xa thấu, xa thấu. Như vậy là mình có được là 7 người, có 7 là nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, là 7 là người. Rồi một người nữa là ngũ quả có không? Người ngũ quả có, người ngũ quả không? Không. Ok, rồi không có ngũ quả. Ngũ quả chỉ có trong đám cưới thôi chứ không có trong đời nha. Rồi người, như vậy người mình có 7. Nhị tam tứ, nhị tam tứ, rồi ok, người có 7. Nắm được cái gì? Nắm được không? Rồi ha, sao thử ha, rồi cõi, cõi nè ha, giờ cõi. 4 cõi khổ có không? 4 cõi khổ có không? Không, đúng rồi, chính xác. Cõi khổ thì không có. Cõi vô tưởng có không? Cõi vô tưởng có không? Không. Cõi sắc giới hữu tưởng có không? Cõi sắc giới hữu tưởng có không? Có, chính xác ha. Có.
cõi vô sắc giới có không? Alo, cõi vô sắc giới có không? Cõi vô sắc giới có không? Thiện Vũ không, Hồng Mai không. Tiếp tục, lẻ lên quý vị ơi. À, có. Rồi, cô Mít Ta không. Thị Phúng có. Cô Nhật Quỳnh đâu, có không? Giang Nhật Hạ nãy giờ không thấy trả lời, im ru ngồi cười chọc ta không ha, im ru ha. Thanh niên gì đó mà vậy, thua mấy cô rồi. Hỏi vô sắc giới có không? Thêm một câu, một hai người nữa coi. Có mấy người có xà thú rồi cô mới ta tặng ha. Còn sẽ vô sắc giới có, bởi vì đây tính từ nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nhị quả, tam quả, tứ quả nó lên ha. Thì những người đắc sơ đạo ta sanh vậy đó à, và vẫn tu tiếp được, vẫn đắc lên được như thường ha. À, thì như vậy là vẫn có nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả lên cao luôn ha. Thì như vậy là từ bốn cõi khổ, như cõi vô tưởng là năm, thì mình cõi mình có là 26 cõi à, 26 cõi vui hữu tâm. Rồi, đúng rồi, chính xác ha. Rồi, ghi chú, xuống dòng ghi chú hai chấm. Động lực luôn là bảy sắc na. Động lực luôn là bảy sắc na. Động lực luôn là bảy sắc na. Người lợi căn bỏ chuẩn bị. Người lợi căn bỏ sắc na chuẩn bị. Thêm một quả, tức là có ba quả. Người lợi căn bỏ sắc na chuẩn bị, thêm một quả, tức là phía sau có ba quả. Thay vì hai không có ba, nhưng người động căn thì chỉ có hai quả, đạo là hai quả. Còn người lợi căn thì bỏ cái sắc na chuẩn bị, thì nó thiếu, lộn tâm nó thiếu, thì phải thêm một quả nữa. Vậy là có quả. Rồi, à. Rồi, cảnh của các tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cảnh của các tâm thiện dục giới hợp trí. Vậy nó dễ đi ha. Cảnh của các tâm thiện dục giới hợp trí. Ba sắc na chuẩn bị cận hành thuận thứ, ghi là chuẩn bị cận hành thuận thứ, là một trong ba đặc tướng thuộc hữu vi pháp. Chuẩn bị cận hành thuận thứ là một trong ba đặc tướng thuộc hữu vi pháp. Chuẩn bị cận hành thuận thứ. Cảnh, ghi thêm chữ cảnh thì cảnh là một trong ba đặc tướng thuộc hữu vi pháp.
ba đặc tướng này, vô thường tướng, vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng, anicca lakkhana, khổ tướng, dukkha lakkhana, vô ngã tướng, anatta lakkhana. Tức là ba cái sắc na chuẩn bị cận hành thuận thứ, thì cái cảnh, cái đối tượng đó là ba, một trong ba cái tướng này. Một là vô thường, nếu không là khổ, và ba là vô ngã, một trong ba này. Được chưa? Riêng sát na chuyển tộc, riêng sát na chuyển tộc hay tiến bậc, lấy niết bàn làm cảnh, lấy niết bàn làm cảnh, riêng sát na chuyển tộc tiến bậc, lấy niết bàn làm cảnh. Tức là bước qua cái sát na chuyển tộc, tức là chuyển qua bậc thánh, cái sát na đó, đó sát na cuối cùng của nó, của cái dòng động động lực dục giới đó. Thì cái chuyển tộc, sát na chuyển tộc này hoặc là sát na tiến bậc, thì hai, một trong hai sát na này nó cái, nó không còn lấy đối tượng là vô thường, khổ, vô ngã nữa, mà nó bắt lấy niết bàn làm cảnh. À, lúc đó nó bắt lấy niết bàn làm cảnh. À, nhưng chưa có khả năng sát trừ các kiết sử phiền não. Nhưng chưa có khả năng sát trừ kiết sử phiền não. Nhưng chưa có khả năng sát trừ kiết sử phiền não. À, bởi vì cái sát na chuyển tộc này nó bắt niết bàn làm cảnh thôi, nhưng mà nó chưa có đủ năng lực, nó chưa phải là đạo quả, mà nó chưa có khả năng nó sát trừ phiền não được. Chỉ có tâm đạo làm quả mới có thể sát trừ phiền não và những cái kiết sử phiền não được ha. Rồi xuống dòng, cảnh của các tâm đạo không hề khác nhau, cảnh của các tâm đạo không hề khác nhau. Dù có cao thấp khác nhau theo bậc thánh, dù có cao thấp khác nhau theo bậc thánh, cảnh của các tâm đạo không hề khác nhau, dù có cao thấp khác nhau theo bậc thánh, nhưng niết bàn không hề khác, nhưng niết bàn không hề khác, nhưng niết bàn không hề khác. Rồi tức là ở đây là cho mình biết cảnh của các tâm đạo như sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ hoạn đạo. Thì những cái tâm đạo này mặc dù nó có cái sự khác nhau về cái thứ bậc, như sơ đạo thấp hơn nhị đạo thấp hơn tam đạo thấp hơn tứ đạo, thì mặc dù có cái sự mà chênh lệch cao thấp như vậy, nhưng mà cái đối tượng nó là niết bàn, thì niết bàn không có một cái gì gọi là cao thấp trong đó, không có gì khác biệt hết, cũng là đối tượng như vậy thôi. À, cho nên tâm đạo sơ nhị tam tứ đều có một chung một đối tượng là niết bàn, không có gì khác nhau ha. Đó là lý do mình cần phải ghi chú, mình nhớ như vậy ha. Rồi xuống dòng, phiền não sát trừ, phiền não sát trừ. Phiền não sát trừ. Rồi, copy lên cho dễ, tách xuống cái cho dễ. Sơ đạo, sơ quả sát trừ là tà kiến và nghi cùng với bốn đường ác đạo đoạn tận. À, tức là sơ đạo sơ quả là tà kiến diệt nè, và những cái tâm tham tà kiến là diệt, thấy không? Tâm si hoài nghi là cũng diệt luôn. À, cùng với bốn cái con đường mà do phiền não nó đưa đi là bốn đường ác đạo đó. Bốn cái con đường ác đạo này được chấm dứt đoạn tận, không còn tái sanh trong tương lai nữa đối với một bậc sơ đạo sơ quả.
là bốn đường ác đạo là đóng cửa vĩnh viễn. À, đó là sơ đạo sư quả sắc trừ phiền não. À, phải ra ha, khi mình đắc đến đây là mình thấy là khỏe rồi đó. Và nghỉ chơi với ba cái đám đạo đặc ha. À, là sơ đạo sư quả. Rồi nhị đạo nhị quả thì giảm bớt cái sự mà về cái ái sắc ái thinh nó khí cái vị xúc đó. À, thì giảm bớt dục ái đi và sân cũng giảm xuống luôn. À, sân cũng nhẹ bớt lại. À, giảm bớt dục ái và sân. Rồi tam đạo tam quả thì diệt luôn. À, diệt tuyệt luôn dục ái và sân. À, diệt dứt tuyệt luôn cái dục ái và sân. Tức là bậc tam đạo tam quả này không còn dục ái, không còn sân hận nữa. À, được gọi là bậc tam quả. Rồi bậc tứ đạo tứ quả thì ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Đoạn trừ luôn, đoạn tuyệt luôn, chấm dứt hết tất cả những cái phiền não, những cái kiết sử phiền não. Là dứt tuyệt vô minh luôn, vô minh chấm dứt thì coi như là giảng đồ ha. Là những việc cần làm đã làm xong ha, những gánh nặng đã đặt xuống. À, là bậc A La Hán là việc tận như thế này. Thì như vậy là phiền não được xác trừ, là xong xuôi về cái ý nghĩa của phiền não xác trừ. Rồi xuống kiểm chứng cái gì? Được không? Rồi xuống dòng phân định trí. Phân định trí. Copy này luôn. Trí. Rồi, mình đã copy lại luôn ha. Vị tri quyền. Ananna Panasami Tindriya. Ủa không thấy hả? Làm lại. Chắc nhiều quá. Rồi. Ủa, kỳ đó. Để gửi qua bên qua cho bà thấy không? Có, mới gửi qua bên cho Nguyễn á, thấy chưa? Thấy là bỏ lên kìa. Rồi, bỏ lên thử coi. Không biết tại sao nó bị vậy ta, có lúc được lúc không, tại sao? Khó, khoảng cách xa hả? À, ngộ ha. Nó thoát này cũng lộn xộn dữ. Rồi, nó có phân định trí không? Cho mình biết là có ba loại là vị tri quyền. Vị tri quyền. Ananya Panasami Tindriya là vị tri quyền. Là tôi nói về trí sơ đạo. Là tôi về trí sơ đạo đang xác trừ phiền não. Là trí mà đang xác trừ phiền não. Chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên. Mà biết cái chưa từng biết. Thì được gọi là vị tri quyền. À, biết cái chưa từng biết lần đầu tiên là đắc được cái sơ đạo thì được gọi là vị tri quyền. Rồi dĩ tri quyền, anh nhìn trí giá là dĩ tri quyền thì trí xác trừ phiền não từ sơ quả trở lên tới A La Hán đạo. A La Hán đạo thôi nha. À, từ xác trừ phiền não từ sơ quả đến A La Hán đạo, tức là chưa tới quả, chỉ tức là tính tới A La Hán đạo thôi, tức là biết cái đã từng biết. À, rồi cái cụ tri quyền nè, cụ tri quyền với quan trọng là anh nha ta quyền trí giá, tức là trí trong A La Hán quả, biết hoàn toàn, biết đầy đủ trọn vẹn cảnh Niết Bàn thì được gọi là cụ tri quyền. Thì như vậy phân định trí mình có ba vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền, có ba loại như vậy ha. Rồi xuống dòng đánh cái bông nội dòng bốn tâm đạo chỉ sanh một lần một sát na,
bốn tâm đạo chỉ sanh một lần một sát na. Bốn tâm đạo chỉ sanh một lần một sát na. Sanh sao liền kề là hai hoặc ba quả thuộc vô gián duyên. Sanh sao liền kề là hai hoặc ba quả thuộc vô gián duyên. Nhưng mà bốn tâm đạo, sơ đạo, nhị đạo, tứ đạo là chỉ sanh cái một sát na thôi ha, chỉ một sát na duy nhất ha, một lần một sát na thôi. Đạo xong nhưng mà mất luôn ha. Cho nên một sát na rất là quan trọng ha, quyết định sự nghiệp của chúng sanh. Một sát na một rồi, sanh sau đó liền kề là hai quả hoặc là ba quả thuộc về vô gián duyên, tức là liên tục không ngừng nghỉ là vô gián duyên. Rồi xuống dòng. Bông đầu dòng ha, tâm đạo sát trừ phiền não. Phải. Tâm đạo sát trừ phiền não. Phải. Tâm quả hỗ trợ dập phụ cho tắc liệm. Tâm quả hỗ trợ dập phụ cho tắc liệm. Tâm đạo sát trừ phiền não, tâm quả hỗ trợ dập phụ cho tắc liệm. À, thì khi tâm đạo nó sanh lên là cái phận sự của cái tâm đạo này á, nó tiêu diệt sát trừ những cái phiền não. À, tùy theo cái từng đạo quả là tâm đạo nó sát trừ phiền não. Còn tâm quả đó nó sanh sao hỗ trợ để nó giống như lửa mà bị dập tắt là còn lại đốm cho tàn, thì quả sanh lên dập luôn cũng khác nữa, cho tắt luôn ha. À, cho tắt luôn cái phiền não luôn. À, thì như vậy là tâm đạo sát trừ phiền não, tâm quả hỗ trợ dập phụ luôn cho tắc liệm luôn. À, như vậy là chúng ta đã học tới đây ha. Thì tuần sau mình đi tiếp về sự tương quan giữa các quyền và tam tướng, nhắc nha, sự tương quan giữa các quyền và tam tướng tuần sau mình học, sự tương quan giữa các quyền và tam tướng. Rồi tuần sau học tiếp cái này ha. Rồi, ok. Rồi, hôm nay mình học cũng gần xong cái lộ đạo ha. Do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Nhất. Nam mô Sang Khải. Rồi, trả mic lại cho MC. Dạ, sa thú lành thai. Nhục Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy Kinh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng được hiểu, học và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy rất là nhiều. Dạ, để coi dạ, thầy Đức Pháp Trang còn trong đạo tràng không. Dạ, hôm nay Đại Đức Pháp Trang cũng sợi rung rồi thầy ơi. Ngài Trí Đức thì lúc nãy ở chùa Ngọc Đạt mưa lớn quá, sấm chớp quá, ngài cũng chạy ra luôn rồi. Dạ, bây giờ thỉnh thầy trở lại chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, thầy cho một tín hiệu, Nhật Quỳnh sám hối rồi thầy trở lại hay là thầy chúc phúc liền. Dạ, kính mời thầy ạ. Dạ, mưa ở chùa Ngọc Đạt rất là lớn, sấm chớp chớp rất là lớn luôn. Dạ, kính thưa thầy ạ. Xin đại diện chư tăng đọc bài kinh một chút. Bhavatu sappangalang rakkhantu sappadevata sappabhuttanupavenasara svatthi bhavantu te
pháp vật sáp tâm an ngã lăng rắc chân tu sáp đề vật ta sáp tu tham ma nu pha ve na sa la sa thi pha văn tê pháp vật sáp tâm an ngã lăng rắc chân tu sáp đề vật ta sáp tu sáng ca nu pha ve na sa la sa thi pha văn tê nam mô thầy ạ nam mô tam ma ạ nam mô sang ca ạ rồi mời cô Nhật Quỳnh hỏi ứng. Dạ, sa thú lành thai. Một lần nữa, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân. Thầy kinh rất là nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối trước khi hồi hướng nha quý vị. Quý vị cho ông sám hối Nhật Quỳnh nha. Tại vì khi mình học, mình có thể bị dễ vui. Nên sám hối cho chắc ăn. Dạ, cho chắc ăn nha quý vị nha, châu Nguyễn. Dạ. Mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối, sau đó sẽ hồi hướng. Tại vì... Thầy kinh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng ta rồi. U tâm an ghê na quan đề hằng ba đa phạn sum ba ruột tâm an bồ tát yo ca li tổ đô sơ bồ tát tham tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật đa đẳng chi tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. U tam an ghê na quan đề hằng thầm anh cha đức vi thăng và răng thầm mê giờ ca li tô đô sơ thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị tho tam ăn sẵn khê dơ ca li tô đỡ sâu sẵn khô kham mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thỉnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ về kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa na na pa quan tu bơ chi ta sa thình ca rên tay tha vi ha ra man đa lê thệ ra cha ma cha na qua ca cha phật kha bơ sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ca ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa pa na phu ta su khi ta pa quan tu tê cha ra bu cha ye bi cha an đa sam pa qua san se đa cha ta a tha vô ba pa ti ca nếu gia ni căng tham ma qua rằng ba tích cha tê sa bê bi đu kha sa ga rôn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha phúc ga la sang go ho tu samat go wa a tha ya cha he ta ya cha am he ra ka tu sap tham mo sa ba bi tham ma cha di no vu thin sam ba bu nay ya ma tham ma di yap ma we ni tên ngưỡng cầu các đấng chư thiên nga trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hợp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng rồi xin hầu đổ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp đông lăng kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bươn lõi không lường đoạn thai thấp hóa khi nương pháp lành dạy pháp
Giải thoát pháp bảo nên hành a đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hưng thịnh lâu dài a pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an a cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao a những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tăng hóa tâm pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính hành lễ dân quả phước mà chúng con đã học duy diệu pháp hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mấy ngày hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình dưỡng lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đệ Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong đôn Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong đôn Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hậu độ chư tôn đức Phật thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên thầy kinh và chúng con sớm đắc đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, kính tri ân thầy kinh, quý ngài đã quan lâm vào rừng chứng minh cũng như giảng dạy di diệu pháp cho chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, đến với thầy kinh, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, trợ duyên thầy kinh sớm đạt đạo quả được như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đã hữu đã vào.